cái truyền tin là đó là bắt đầu từ tháng 10. Mà bà cũng không biết nữa, bà đòi này kia, xong rồi bà đã hừa là do chị không kiểm tra. Cái chị nói cái này nó phát sinh hồi tháng 10, không phải là phát sinh mới đây. Em mới vô tháng 12. Đáng lẽ cái này chị Huyền, chị nhân sự cũ phải giải quyết rồi, chứ không phải là em mà bây giờ chị nói em. Bà nói em đừng có đổ thừa. Cái chị sẽ nói em đâu có đổ thừa đâu, giấy tờ bên bảo hiểm xã hội nó có rồi đó, chị muốn thì chị coi đi. Cái bà mới im. Cái đấy vậy em không cần giải quyết nữa để chị giải quyết chứ cho cái gì đó. Con nết rồi. Sai rồi. Ủa, đi đâu đâu? Vậy không quy xí đâu. Hả? Chứ giờ đi đâu trước đi, xong quẹo lên. Quy xí hả? Nó trước đây xèo phán ở đâu? Thì hai văn phòng là mấy ông này ngồi. Trên lầu ở góc trên lầu hồi đi để đây lên đó luôn hay sao? Đâu đi vòng vòng cho biết vậy thôi à. Chứ trên đó là để đồ, để hàng thành phẩm trên đó đó. À, phát đơn cho là bên kho ngồi bên đó luôn, kho ngồi góc này. Kho trên đó là hiện tại kho đang trên đó hả? Ừ. Rồi ở đây là ở mấy từ đây dọc qua đó là máy in. Từ cái khu này dọc qua đó máy in. Đó. Đâu qua đây nào biết? Chưa đi đường nào luôn hả? Xong rồi ở từ cái khúc này là máy bế nè, hai máy này là máy bế nè, có hẳn không máy bế mà... máy bồi lộ máy bồi nghỉ việc gì luôn mà rồi nó báo với người nghỉ luôn mà xuất hàng là cái thường cái cửa đó kìa, cửa dưới đất á. Thì
nước Hàn đó đó. Thì ông Hùng là thường ở đó đó xuất hàng. Còn đây là chứa hàng thành phẩm gì đó. Mệt quá, thử lên đây.